Phụ bản kim kim cang, tâm tánh, tánh tướng. Tâm tánh, một la mã tâm. Tâm thì có bốn loại tâm, mà tâm là chỉ về cái thể biết. Nó luôn sẵn cái tỏ thông sáng suốt, không gì che và ngăn chướng nó được. Vì nó là thể nên nó xuyên qua các vật chất, nên còn gọi nó là chơn tâm, chơn trí, chơn giác, tánh giác. Một nhỏ, tâm tưởng, ý tưởng là thể biết của tưởng. Nó luôn nghĩ tưởng, suy lường, mong muốn, đấu tranh, chấp giữ, vân vân, mà sanh ra cái thể biết cố chấp. Vì thế nên luôn chấp dính vào các nghĩ tưởng, suy lường đó mà cầu được khen hay bị chê, vân vân. Hai nhỏ, tâm thức, ý thức là cái thể biết của thức. Khi đối cảnh, nó hay phân biệt đúng sai, phẩy quấy, xanh đỏ, trắng vàng, thánh phàm, vân vân, thì nó mới sanh ra cái thể biết rõ một bên. Ba, tâm vọng, ý sai lầm là cái thể biết sai lầm, không rõ chọn các loài đúng như thật, mà chỉ biết rõ về mặt hình tướng và vóc dáng của mọi vật như vậy mà biết như vậy, cho như vậy là thật vậy, chớ không thấu tỏ cuối cùng hay trọn vẹn của vật đó là thật giả, đúng hay không đúng, nên chỉ biết có một bề nổi mà không tỏ thấy biết trọn của vật thể đó được. 4. Tâm chơn là tâm thật, chơn tâm là cái thể biết thật, tỏ rõ thông suốt mọi vật trọn vẹn cả bề mặt lẫn chiều sâu, hễ nhìn hoặc xúc chạm nghe liền tỏ thông thật tướng của các vật cả hai mặt, trong lẫn ngoài, kể cả có tướng hay không có tướng hình, vân vân, mà không bao giờ dính mắc vào các sự thấy tỏ biết đó mà luôn thanh tịnh. Hai la mã tánh, tánh nết là hạnh nết, là thể tánh. Nó cũng trùng khắc chia làm hai phần. Một, thể tánh trơn, nó hằng thanh tịnh, trơn thật, một màu thanh trong, không động, mà hằng thiện lành, bình đẳng, không dính bên nào cả. Hai, thể tánh vọng là cái thể nết hạnh của mọi loài, mà gốc của nó là do nghiệp tạo thành, nên nó luôn sẵn có tánh sẵn là thiện hay là ác, mê hay là giác, thích hay là ghét. Nó luôn sống ở trong đối đãi không rời, nên gọi nó là tánh vọng. Ba la mã tâm tánh, nó vừa là tâm chơn thật, cũng vừa là tâm vọng giả. Một, chơn tâm là tâm thật, là cái thể biết sẵn có. Nó luôn sáng suốt mà thông tỏ tất cả các loài vật, mà không có tâm tưởng và tâm thức, tâm vọng nó tham gia vào, nên nó không dính với tất cả, mà luôn hằng tịnh, mà vẫn chiếu soi, gọi là tánh giác diệu minh, chơn tâm, tức tánh giác sẵn có, nó hằng tịnh mà vẫn chiếu soi. Hai, vọng tâm là tâm giả, nó cũng là cái thể biết, mà cái biết này nó luôn lầm lẫn. Là thể biết, chỉ biết một bên, tức ở bề mặt hiện tại, mà không biết chọn vật đó, nên lúc nào cũng công nhận nó là thật. Đây là cái thấy biết lầm lẫn, chấp dính, bởi do lý sự, nghĩ suy, phân biệt để biết, luôn ở trong đối đãi mà lầm chấp điên đảo, nên luôn ở trong động chiếu soi mà vẫn tịnh, nên gọi là bổn giác minh diệu, tức là cái tánh giác của mình vốn chiếu soi mà vẫn tịnh, lại làm cho nó có chiếu soi, có tịnh, nên chồng lên một phần nữa, thành ra từ tịnh biến thành động, tức là vọng, nên gọi nó là tâm vọng. Cho nên tâm tánh này gọi là chơn tâm tự tánh, là cái chơn tâm, là tâm thật sẵn có, thường trụ trong mỗi người của chúng ta. Nên cái thể tánh là tánh giác nó hằng biết, hằng tỏ thông, luôn rời đối đãi, không thiện, không ác, không thương, không ghét, mà hằng thanh tịnh, trong sáng, không màu sắc, luôn chiếu soi, không gì che được, thì gọi nó là chơn. Còn nếu như ngay đó mà dính mắc, chấp vào các cảnh, cho là thật có, thật cảnh, rồi thương ghét, đúng sai, phải quấy, thiện, ác, vân vân,
thì ngay đây nó tự biến thành tâm tánh vọng, thì nghiệp từ đây sanh mà có sanh tử luân hồi mãi mãi, nên tâm tánh tuy hai mà một, tuy một mà hóa hai là vậy. Tóm lại, đầu kinh Kim Cang, ngài Tu Bồ Đề có thưa hỏi hai câu: làm sao an trụ tâm, ưng vô sở trụ, làm sao hàng phục tâm, nhi sanh kỳ tâm. Cho nên hai câu này là làm sao làm cho tâm yên tịnh, và hàng phục được tâm này là làm cho nó không khởi sanh ở cảnh. Tức là nói tâm là ba tâm đầu, là tâm tưởng, ý tưởng, tâm thứ bảy, tâm thức, ý thức, tâm thứ sáu, và tâm vọng, vọng tâm, tâm thứ tám. Làm cho chúng chuyển về cùng một thể tánh của chân tâm, thì chúng lúc này là tánh thể chân tâm, thì giờ hành động hay dụng ra là chân tâm, nói mà không còn ba tâm kia làm việc nữa, thì ngay đây được giải thoát, được chứng thiền, được chứng đạo, được chánh đẳng, chánh giác là Phật. Thì ngay đây khi thể xác của mọi người mãn phần, thì tự ý muốn về cõi nào thì tự vào. Tánh tướng một nhỏ, tánh là tâm tánh, chân tâm nó có ba phần: tánh vọng mở ngoặc giả thể đóng ngoặc, tánh chân mở ngoặc thật thể đóng ngoặc, tánh không mở ngoặc thật tánh đóng ngoặc. Hai tướng là các tướng hình cũng có ba tướng: nội tướng, ngoại tướng, vô tướng. Nội tướng là cái tướng hình của tâm thể của ba tâm, mở ngoặc tâm tưởng, tâm thức, tâm vọng đóng ngoặc, nó duyên theo cái sáng của chân tâm mà sanh ra, thành có thể tướng bên trong như thích, ưa, mừng, giận, ghét, thương, vân vân, làm cho tâm xao xuyến mà không thấy tự cảm nhận mà thôi, mở ngoặc gọi là tướng nội tâm đóng ngoặc. Ngoại tướng là tướng hình hiển bày rõ ràng, có cái do niệm khởi mà sanh tướng, có cái do cảnh giới hiện tiền mà sanh, nên các tướng này thấy được, xúc cảm được, đụng chạm được, vân vân. Vô tướng là những tướng cả nội lẫn ngoại đều không có, mà có vì nó là thể, nên chỉ có thể thấy biết do cảm nhận của tâm biết mà thôi, như bên trong là tánh giác, tánh biết, vân vân. Bên ngoài như hư không, sinh khí, vân vân, nên cái vô tướng này là cái tướng thật của vũ trụ muôn loài, nên trong kinh Kim Cang có nói: phàm sở hữu tướng, hễ những gì có hình tướng, giai thị hư vọng, đều là hư giả cả.